当天的苦，当天的惨败，在脑内循环。心中抑郁，心中的伤痕，谁让我去否吧？谁人夺去我平淡，才情愿不惜代价？谁害怕？哪来筹码？全也倒下。谁也共我对立，无人反答。拿开昨天一切忘掉牵挂，如要十倍放慢，其他已一番可有可假，只有后悔在夜阑。cái gì ông nhìn sơ qua đã biết cổ bao nhiêu tuổi rồi sao? Đoán được tôi bao nhiêu tuổi sao? Được thôi, tôi sẽ cược một ván với ông. Tôi để giấy chứng minh ở đây, nếu như ông đoán trúng á, tôi sẽ nói tiếng xin lỗi ông. Nếu như đoán sai á, tôi sẽ phá bản hiệu của ông. Tôi sẽ cược một ván với cô, cô nhất định nói tiếng xin lỗi. Ý, phản ứng như vậy tức là đoán trúng rồi. Hay để tôi nói với mọi người có bao nhiêu tuổi nha, có được không? Anh thử đi. Không muốn tôi nói phải là cái gì? Tôi xin lỗi. Đủ nhiều chuyện. Trời, phải rồi, sao cậu đoán được cổ bao nhiêu tuổi vậy? Mắc mớ gì ông chứ? Trời ơi, tôi lớn tuổi rồi, yếu tim dữ lắm. Từ khi đồng ý hợp tác với sư phụ của cậu, thật sự làm tôi sợ đến tim đập thình thịch luôn vậy. Lúc nãy cậu lại hù tôi như vậy, cậu thiệt là. Ok, lần sau không hù nữa. Nè, sư phụ kia tôi lấy cái gì vậy? Đủ nhiều chuyện. Hơi, chắc chắn Tiểu Đồng sẽ chịu chết cho tôi. Trời, sao chị nhăn mặt nhăn mày vậy? À, lão thầy bói sàm sỡ chị hả? Thầy bói gì chứ, thực tế chỉ là lừa đảo thôi. Đúng ra tôi vạch mặt ổng rồi, tự nhiên xuất hiện một gã đàn ông hèn. Chị cũng gặp đàn ông hèn hả? Chúng tôi cũng vậy đó. Cô cũng biết nói họ là đàn ông hèn sao? Lúc nãy nói người ta đẹp trai lắm mà. Tiểu Đông à, chị qua đây coi trước đi. Xe mình ra nông nổi đây nè. Trời, chạy hết vậy. Người đâu, có bắt họ bồi thường không? Hai tên đó trốn mất rồi. Sao để họ bỏ chạy chứ? Hai tên đó gian manh lắm, đang nói chuyện bồi thường thì lái xe bỏ chạy. Chúng tôi đuổi theo cũng không kịp. Sao không động não một chút đi? Cô không biết là sàm sỡ sao? Mấy chục người chạy tới giúp hai người ngay. Bây giờ tính sao đây? Hai người sửa đi, hai người hùng tiền đi, tôi không biết. Hả? Nhưng có cần đậu xe xa dữ vậy không chứ? Sao nặng quá không vậy? Không phải, nếu để hai đứa lúc này đuổi kịp, tụi tao chết chắc rồi. Cái gì? Không lẽ tụi bay gặp chủ của chiếc xe bị quẹt trầy đó rồi sao? Đúng vậy. Hai con nhỏ điên đó. Điên rồi sao hai con? Một con thôi, con còn lại đẹp. Cậu còn nói nữa. Không tại cậu tán qua tán lại với người ta, chúng ta chạy mất từ lâu rồi, cần gì rắc rối như bây giờ. Nè, nói gì thì nói, lúc nãy tôi gặp con nhỏ điên đó, vừa hung hăng lại điên khùng, xém chút tháo luôn bản hiệu của thằng toán tử nữa. Hả? Bản hiệu của ổng bị phá, chúng ta coi như công cốc rồi. Yên tâm đi, lo xong rồi. Nè đi thôi, sư phụ đợi đó. Cầm lại đi, cầm lại đi, cầm lại đi. Làm gì vậy? Hay là hai người đón taxi đi đi. Hả? Sao vậy? Lúc nãy trên đường tới đây tôi đã nhận đơn hàng, bây giờ phải đi ngay. Không phải cậu chứ, chỉ vì mấy chục đô đó thôi. Không phải, đặt xe 500, phụ hộ khi đồ tính riêng. Nè nè nè, 100, khỏi thối. Làm ơn ha, cảm ơn nhiều. Có phải con người không vậy? Anh em với nhau, chỉ vì mấy chục đô đó bỏ đi như vậy sao chứ? Thì đó, rác rưởi mà, không có nghĩa khí. Vì người đẹp thì nói thôi. Rác rưởi? Thì đó, rác rưởi. Tôi nói cậu đó. Hả? Xin chào quý khách, cảm ơn đã chọn dùng dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn vận chuyển quốc tế Văn Ký. Tôi là CEO của công ty Phạm Trác Văn. Những người bạn quen thân của tôi đều thích gọi tôi là Văn Tán Dốc. Tôi cũng là nhân viên chuyển phát nhanh cung cấp dịch vụ ưu việt cho cô. Vô trong mới nói đi. Cũng được. Cô à, có phải cô muốn tôi vận chuyển hai hành lý này giùm cô hay không? Không cần gấp như vậy, để lát nữa đi. Thật ra tôi đã đợi suốt 10 phút ở dưới nhà rồi. Nếu như tiếp tục đợi nữa, dựa theo quy định của công ty, chúng tôi phải phụ thu thêm phí. Đặt xe thì nhiêu đây? Đợi tôi ở dưới nhà thì nhiêu đây?
Nếu ở lại vui với tôi thì không biết nhiêu đây có đủ không? đủ rồi. Cảm ơn nhiều. Hay là uống ly rượu trước đi. Không cần khách sáo quá. Theo quy định của chính phủ, khi lái xe không được uống rượu. Không sao đâu, nếu anh uống rượu say thì ở lại nghỉ ngơi, đợi tỉnh rượu mới đi. Coi sao được. Cảm ơn. Trời, nóng quá. Không phải có chuyện cần giải thích không? Thật ra tôi chỉ là tài xế thôi. Tài quý cô đây lúc nãy mời tôi lên đây khiêng hai hành lý này giùm cổ thôi. Lúc nãy hắn thấy em khóc, em tưởng là hắn muốn an ủi em, cuối cùng hắn cưỡng hiếp em. Nha, cô đừng tùy tiện vô thống tôi nha. Em của tôi. Tin. Có ai có thể cho tôi biết xảy ra chuyện gì không? Em khóc gì chứ? Tới đi đâu hả? Em đi đâu liên quan gì tới anh? Đồ đại bảo này, trước giờ chỉ có anh bỏ người ta, không ai có thể bỏ anh được. Đừng để anh nhìn thấy em gom hành lý nữa biết chưa? Không được khóc. Anh đã hứa đi du lịch Nhật Bản với em mà. Đi Nhật thôi chứ gì. Chờ anh và ba thắng luôn trận cướp vua ngựa này, đi vòng quanh thế giới cũng được nữa. Đại ca, thật tình tôi không có dụ dỗ chị mà. Xưng hô sao đây? Tôi nói, tôi tên Văn, là Văn Tán Dốc. Văn Tán Dốc hả? Nè anh Văn, hôm nay thời tiết oi bức lắm, anh em phụ anh một tay đi. Đừng mà, không được. Xong rồi. Chà. Nghiêng qua đây coi thử coi, có phải hợp lắm không? Nè, đồng sao? Dâm tặc. Cảm ơn nhiều. Trời nóng quá, không giỡn nữa. Đi, bỏ lên. Đi. Tao kêu mày đi bằng chân mà, không phải kêu lái xe đi. Tao nghĩ là mày vẫn chưa hiểu đâu. Anh em, làm gì đi. Ai vợ yêu. Vợ yêu. Dừng lại, đừng mà. Xong rồi. Tin. Dạ. Chở nó qua đây. Từ nay ai còn dám tiếp cận phụ nữ của tao, tụi bay biết phải làm gì rồi đó. Dạ biết. Đi. Nè bác à, cô nghĩ coi, có ai nhìn mặt của cô thì biết được cô bao nhiêu tuổi rồi không? Cũng không phải là không có khả năng. Có thể coi làn da của mình có đồi mồi không, có nếp nhăn không. Ví dụ như nếp nhăn mi mắt, nếp nhăn trên trán. Đúng rồi, đừng nói nữa. Vậy sao chị lại hỏi? Trời, Tiểu Bắc, làm gì vậy? Có coi đi. Bản thân tôi không nỡ xài hũ kem này, cô xài hết của tôi, còn mặt mũi nào hỏi tôi làm gì? Liên quan gì đến tôi? Để coi. Hũ này là kem chống nếp nhăn mà, chỉ dành cho phụ nữ có tuổi bị nếp nhăn xài thôi. Tôi không có. Cô xài hết hũ kem của người ta còn nói xung ở đây nữa. Tôi không có. Thì Tiểu Đông, có phải chị không? Buồn ngủ. Có phải bây giờ dám làm không dám nhận? Không dám nhận cái gì? Phải, tôi xài đó, vậy thì sao? Đền tiền đi. Không có tiền,
đền tiền đi. Bao nhiêu tiền chứ? 5 ngàn. 5 ngàn? Yên hả? Quên hả? Đồ hồng công, mau móc ra đi. Để trong giỏ phải không? Nè nè, nè nè, làm gì vậy? Trả cho tôi. Đưa tiền đây. Trời ơi, đừng có vậy. Bao lại đây. Nè nè, tôi đi, đừng vậy mà. Buông ra đi, đừng cãi nhau. Tiểu Nam, đâu phải cô không biết bình thường Tiểu Đông hài tiền cỡ nào? Bắt cô bỏ ra 5 ngàn hả? Chỉ bằng lấy mạng của cổ đi. Tôi cũng thảm vậy, vậy ai đền cho tôi? Uổng công tôi đối xử tốt với chị, biết chị phạm thái tuế, cố tình đi cúng giùm chị, còn xin luôn lá bài con giáp cho chị đeo nữa. Bài con giáp gì chứ? Cái này nè. Nếu ông ta không phải lừa đảo, tôi cho ông đoán thêm một chuyện nữa, để coi ông có chính xác hay không. Được thôi. Cái gì? Chỉ cần nhìn sơ đã biết cô bao nhiêu tuổi rồi. Hèn chi. Gái đàn ông hèn đó biết mình bao nhiêu tuổi. Phạm thái tuế 12 năm một lần. Mình không phải 24, cả không giống 48. Đồ nhiều chuyện. Nè, làm gì vậy? Nè, nè, đi, đi, thôi đi, thôi đi, thôi đi, thôi đi. Nè, nè, nè. Tờ tiền đó bay vào phòng của sư phụ rồi. Đã kêu đừng nhạc với tôi rồi mà. Nè, cô trách tôi sao? Cả ngàn lận đó, có thể xài 5 ngày lận. Còn nói nữa, mau vô phòng lấy ra đi. Tôi... Chị tự mình mở cửa lấy lại là được rồi. Cô dám mở cửa phòng của sư phụ hả? Tiền của chị mà, không liên quan đến tôi. Ai lượm lại 1 ngàn giùm tôi tặng 500 cho người đó. Tôi... để tôi làm... Nè, nè, nè. Thì ra phòng sư phụ không có gì hết. Nhưng khi sư phụ giấu cái gì đó mà chúng ta không biết thôi. Giấu cái gì chứ? Coi đi. Có một khung hình. Chị nghĩ có khi nào là hình đàn ông không? Bình thường sư phụ ghét đàn ông như vậy, làm sao có hình của đàn ông? Sư phụ ghét đàn ông là do từng bị đàn ông làm tổn thương. Nè, cô nghĩ người đàn ông làm sư phụ tổn thương có phải là người trong hình này không? Mau mở ra coi thử đi. Tiểu Để bác. Mình lập tức tìm kiếm người đàn ông này ra. Cô mau mở ra coi thử đi. Wow, tôi đâu có ngu như vậy. Tôi không động vào đồ của sư phụ đâu. Ê, ra ngoài, ra ngoài. Căn phòng này càng ở càng thấy ớn lạnh không vui. Ờ. Đi 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 đi. Nè nè nè, chia lại 500 cho tôi. Chính là cái thằng quần đỏ đó. Đúng là đáng ghét. Tụi nó đông người như vậy tôi không dám vô đâu. Cậu dám không? Đương nhiên tôi dám. Đương nhiên phải quan sát kỹ tình hình trước đã. Bỏ đi về nhà thôi. Này, này, sao cậu không có nghĩa khí vậy? Tôi chịu nhục nhã đến cỡ này, cậu nói sẽ trả thù giùm tôi mà. Nhưng nếu tôi không nghe nhầm là cậu nói cậu bị nhục nhã, chứ không phải là tôi bị nhục nhã. Nè, uổng công tôi coi cậu như anh em. Hôm nay cuối cùng tôi nhìn rõ mặt cậu rồi. Không phải là tôi không chịu giúp, nhưng không phải giúp cậu đánh thằng đó. Vậy tức là sao? Cậu nói chiếc xe của cậu muốn trả thù chứ gì? Vậy thì trả thù cho chiếc xe của cậu trước đi. Nè, ban ngày ban mặt đó không sợ thật sao? Về nhà đi, tiền taxi cậu trả. Nè nè, có thù không trả, uổng công làm người. Một, hai, ba. Đánh tôi phải không? Đánh tôi phải không? Nè, sao tạc xong cũng giống như chưa tạc vậy? Cậu biết rõ chiếc xe này màu trắng, còn chạy đi mua thùng sơn màu trắng. Cậu đúng là làm được việc đó. Bất thình lình kiếm được sơn trắng là bay lắm rồi. Cậu chỉ cần tận hưởng lúc tạc thôi, sao cũng được mà. Hey, sao cậu không đi mua thùng nước tới đây, rửa luôn chiếc xe giùm cho người ta luôn, đồ ngu. Đi lấy nước đi. Đừng đánh nữa mà. Nè sư phụ à, ở đây có nhiều món ăn. Thời tiết ô bức, sư phụ kêu cái lẩu dê này ăn sao? Đương nhiên rồi, ở đây là chính tông mà. Làm xong vụ này qua Philippines trốn dài dài. Philippines cũng có phố người qua mà. Ê, hey, chính vì không được chính tông, lát nữa sư phụ tới đường miếu ăn luôn cơm niêu và súp rắn. Rồi, sư phụ ăn như vậy không sợ dở bên máu sao? Con trù éo sư phụ hả? Sư phụ mới 25 tuổi thôi đó. Con quan tâm sư phụ thôi. Con quan tâm hai sư đệ của con đi. Hai thằng đó chết đâu mất rồi, không biết tìm chỗ này sao? Đó, gọi tới rồi kìa. À, không phải, tụi lão quỷ nhắn con tới, nó là có chuyện cần bàn. Không lẽ con định bỏ rơi sư phụ ở đây sao? Ý. Làm gì đó, làm gì? Làm gì đó? Sư phụ, không lẽ sư phụ ghen sao? Hả? Mau xéo ra, đi đi. Sư phụ kêu đó nha. Xéo, mau thả bánh trứng đem về. Hả? Cái thằng quỷ này, đi thiệt hả?
Này anh bạn, làm ơn thả chúng tôi ra đi. Thật tình tôi chỉ muốn rửa xe cho chủ của anh thôi mà. Đó. Nè, làm gì đó? Đại ca bánh trứng, để tôi bùa tới thôi. Nè, nấu ăn đi. Vậy sao không đem ra đi, đem vô đây làm gì? Giới tính của đại ca đương nhiên phải đem vô đây, sắp ra về trước rồi. Bộ muốn bị anh ta chửi sao? Nè, mau phụ đi. Nói gì thì nói, lát nữa đem ra cho đại ca giùm tôi, mắc lắm rồi. Hả? Không được, tôi phải canh chừng bọn họ. Đã bị trói rồi sợ cái gì chứ. Ê, thật tình tôi mắc dữ lắm rồi, làm ơn đi. Cảm ơn. Đi. Nhớ đi, canh chừng họ đó. Mắc lắm rồi, trời ơi, nhanh lên đi. Ủa, sao hai người vụng về quá vậy chứ? Nhanh lên đi còn nói nữa. Nghĩ coi làm sao thoát ra trước đi. Nè, sợ đi quá gì? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông chủ à, bánh trứng ông kêu nè. Tôi gọi bánh trứng hồi nào chứ? Chẳng phải ông kêu người mua hay sao? Tôi kêu anh canh chừng hai tên đó mà. Đồ ngu. Lập tức phòng thợ cửa chính, không ai được rời khỏi đây hết. Dạ ông chủ. Đứng lại. Chạy đi nhanh lên. Đứng lại. Có nhìn thấy mấy tên đó không? Tôi không tìm được. Tìm đi. Dạ nghe rõ, bên đây. Mau. Mau. Có thấy người lạ mặt nào đi ngang không? Có hả? Nếu vậy ở đâu? À. Sao đây? Trèo ra ngoài ngắm cảnh hả? Dạ phải. Đúng là cảnh ngoài này đẹp lắm đó. Nhưng anh có ngại vô trong mới giảng hoài được không? Ồ, giảng hòa hả? Vậy phải hỏi ý của đại ca tôi trước đây. Anh đừng có giỡn với tôi nữa, anh lớn nhất rồi làm gì còn đại ca chứ. Đại ca của tôi chính là Mau Mau đây nè. À, hay để Mau Mau trực tiếp nói chuyện với anh luôn ha. Dễ thương quá đi đó. Anh có biết không, lúc trước tôi nuôi con đó lớn hơn con này rất là nhiều đó. Ê bé Mau. Nè bé Mau. Nè mày đi đâu vậy bé Mau? Nè bé Mau. Tôi sợ nhỏ lắm. Nè hai đứa tụi bay đừng có lắc nữa. Trời ơi, tao hết sức rồi. Nè hai đứa tụi bay. Nè, còn lắc nữa sao? Ôi, bình tĩnh lại đi. Sao đó, đừng lắc nữa. Ngước. Cắn hắn đi. Anh thì sướng rồi, người ta nói mỗi lần phát lắm đó. Xin lỗi nha, tôi không biết tôi chính xác như vậy đó. Thì đó, bây giờ anh còn đẹp trai hơn lúc nãy nữa. Cả đám mấy người câm miệng đi. Làm cho mũi của tôi như vậy còn đứng đó cười được hả? Bắt hết lũ nhện rắn độc nhét vô quần của họ cho tôi mau lên. Nghe rõ. Coi bọn họ còn cười được không? Anh không phải đâu à, anh còn đẹp trai hơn lúc trước nữa đó. Đúng vậy mà. Đâu cần tức giận dữ vậy, có gì từ từ nói. Ai đây? Con người của tôi tùy tiện qua loa lắm. Nhận đệ tử cũng tùy tiện qua loa, uống rượu cũng tùy tiện qua loa. Nếu mặt thì gọi một tiếng anh tùy tiện đi. Có nghe. Nè ông chủ à, cố tình đem chai Sato 82 chân súc miệng đây nè. Tôi là Đồ Đại Bảo, Đồ Đông Hải là ba của tôi. Tôi nghĩ ông cũng từng nghe mà. Ông chủ lớn đương nhiên có nghe rồi. Sư phụ à... Im đi. Chừng nào mới tới lượt con lên tiếng trước mặt anh Đại Bảo chứ. Ủa anh Đại Bảo,
có chọn được con nào không vậy? Lao về phía trước, thấy sao hả? Tôi nghĩ có cơ hội gần áp chót đó. Ông nói gì chứ? Tôi cược 1 triệu thắng chắc, ông trù ẻo tôi về áp chót hả? Thầy phong thủy sẽ gạt anh 8-9 năm. Bây giờ sắp vào cửa rồi, mấy phút sau là biết ngay. Tôi thì nhắm con mau mau lẹ lẹ. Gấp 10 lần đó. Phải. Cho nên nếu anh cược 110.000 thắng, chẳng những có thể ôm được 1 triệu, còn có thể ôm thêm 100.000 nữa. Thật sao? À, nè, nếu đúng như vậy, anh thả chúng tôi ra. Còn nếu không phải, chúng tôi mặc cho anh xử lý. Được. Tôi cược một ván vô. Cậu Tinh, cược con mau mau lẹ lẹ 200.000 đi. Ngoài ra chuẩn bị 4 cái chai. Nếu như thua, mỗi người nhét 1 cái. Chặn đuôi này sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị xuất phát. Vừa mở cửa, nhanh nhất là con mau mau lẹ lẹ. Con chuẩn bị qua mặt chính là lao về phía trước. Kế bên là con Khải Hoàng trở về. Công tử chạy theo sau. Được rồi, khi đi vào khúc cua thì có lao về phía trước. Mấy con đằng sau có chút tụt lại rồi. Nhưng mà bất thình lình, con mau mau lẹ lẹ đang ra sức xông lên. Mau mau lẹ lẹ xông lên, vượt qua luôn con lao về phía trước. Tới đây rồi. Thằng nhất là mau mau lẹ lẹ. Thằng thứ hai là con công tử. Thằng ba là Khải Hoàng trở về. Lao về phía trước mệt lã rồi. Xin lỗi nha, làm phiền anh rồi hả? Tin, thả họ ra. Nghe rõ. Đi. Trời ơi, sư phụ, sao sư phụ biết thằng quỷ đồ đại bảo này bắt tụi con vậy? Sư phụ quen một người chỉ điểm trong số bọn họ, chính người đó đã báo đó. Cũng may sư phụ xuất hiện kịp thời thôi, nếu không tụi con chết hết rồi. Lúc nãy sư phụ đúng là thắng dễ dàng lắm, hắn không giữ được chút thể diện gì luôn. Không có trình độ cỡ đó làm sao xứng đáng làm sư phụ chúng ta chứ hả? Ê sư phụ. Hả? Thằng sư phụ không sao chứ? À, không có gì, run vậy thôi, chưa hết sợ đâu. Hả? Con sẽ lúc nãy thấy bình tĩnh lắm mà. Sư phụ diễn giỏi thôi. Nhưng lúc nãy sư phụ đoán trúng con chiến thắng đó mà. Đúng vậy, chính là đoán mò đó. Nhưng mà lúc nãy tay của sư phụ đâu có run. Thì để dành bây giờ mới run nè. Lúc nãy sư phụ thắng trường đó là do đoán sao? Đương nhiên rồi, 50-50 thôi. Sư phụ coi tivi, thấy nó đi một vòng như vậy. Nhìn thấy nài ngựa, kéo con ngựa đi dạo. Cứ liên tục lén lúc cười thầm với chủ ngựa. Sư phụ nhận ra con ngựa đó là của chủ ngựa này. Lại thấy vợ của ông ăn mặc đẹp vô cùng, nháy mắt với nài ngựa hoài. Cho nên mới đoán là con đó thắng. Đoán sao? Lỡ đoán sai chúng ta đã tiêu hết rồi. Cho nên mới nói tai qua nạn khỏi có phải ăn mừng rồi không? Đột nhiên con cảm thấy tim của con ngừng đập rồi. Đột nhiên con nhớ má con quá. Ba đứa con y như con gà vậy, bây giờ biết thế nào đơn như gà gỗ rồi nè. Hay là chúng ta đi ăn gà chiên đi. Trời sư phụ, lúc nãy mới ăn lẩu dê rồi mà, bây giờ lại gà chiên. Lẩu dê là một bao tử, gà chiên là một bao tử khác. Sư phụ thì ù cái còn ba con như con gà vậy, đi ăn gà thôi. Gà chiên cũng được. Không ăn kêu có được không? Tự quyết định đi. Họ đồ chúng ta có 10 mấy con ngựa. Quý này thi được mấy chục chặng. Chỉ có 1 chặng hạng 3, 2 chặng chết vì nghẹn. Ông đồ à, thật ra những con ngựa ông giao cho chuồng ngựa của chúng tôi huấn luyện thật sự không có tội. Nhưng nếu ông chịu hạ bậc, thật ra thì... Hạ bậc. Tôi muốn làm vua ngựa, anh kêu tôi hạ bậc. Bơm nó cho tôi nhất định phải thắng. Nhưng bơm như vậy, ngựa chịu nổi không? Tôi sắp chịu mấy người không nổi rồi, tôi muốn chiến thắng. Nếu chặng nào cũng thua, tôi đem làm thành cho chó ăn hết. Nhà đại bảo, con làm gì mà tức giận vậy chứ? Ba. Ông đồ. Sao người nào người nấy đứng yên ở đây chứ? Ngồi. Chú Khai. Dạ. Có khách tới đây, sao không rót nước đi chứ? Dạ biết rồi. Ngồi đi. Ê. Sao hả? Lúc nãy mọi người đang nói chuyện gì vậy? Nói nghe thử đi. Nè, để tôi. Nè, uống trà. Cảm ơn ông đồ. Nè. Ê, ngồi đi. Ê. Sao hả? Đang nói chuyện gì? Nói nghe thử đi. Tôi hỏi ba người thôi. Ba người nhìn nó làm gì? Nói đi. Ông đồ à, số ngựa ông giao cho chuồng ngựa chúng tôi huấn luyện, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi. Nhưng dù sao cũng không phải là ngựa đẳng cấp, khó dành làm vua ngựa với con âm thanh cười tươi của chú Chung lắm. Không phải đâu ông đồ. Suốt ngày cho ngựa chích thuốc uống thuốc, có 2 con đang chảy máu mũi rồi. Chúng tôi không báo cáo lên thôi. Hai người lặp lại lần nữa đi.
Thật ra quý trước cũng thắng được 20 chặng rồi. Mấy con ngựa này đã tới cực hạn rồi. Nhưng mà điểm số thì cứ tăng lên. Nếu không giảm điểm hạ bậc, thật sự không có cơ hội thắng đâu. Thực tế ngựa của chúng ta không thể nào thắng được cúp vua ngựa. Lặp lại lần nữa. Cậu Huy huấn luyện ngựa ở bệnh viện đó, lúc này bác sĩ gọi tới, nói là có thể không được rồi. Xin lỗi nha, chúng tôi không thể giúp được bạn của mọi người. Thật ra ngoài việc cho ngựa chích thuốc uống thuốc, có lẽ cũng còn cách khác có thể thúc chúng. Dạ phải, tự con có còn cách nào khác hay không? Tốt. Một chuyện có thể thành công hay không, quan trọng nhất là tùy các người có chịu làm hay không. Tôi rất thích nghị lực của mọi người, tiếp tục cố gắng. Ok. Tôi biết mọi người cực lắm rồi, cho nên tôi chuẩn bị một món quà tặng cho mọi người. Tôi nghĩ giờ này có lẽ món quà đó đã giao tới nhà rồi. Nhưng phần của cậu Quang đây thì hơi rắc rối. Vợ và con của cậu qua Anh Quốc chứ gì. Yên tâm, tôi đã cho người qua Anh Quốc đích thân giao món quà đó tới tận tay của họ rồi. À, không phải ông Đồ à? Không cần lo lắng, chỉ cần các người làm tròn bổn phận của các người, lại có thể lập thành tích cho tôi thấy, tôi nhất định không bạc đãi các người. Uống trà đi. Ba, đám huấn luyện ngựa này không ổn đâu. Vài hôm nữa con qua Úc kiếm một nhóm giỏi hơn cho ba. Con còn nhớ không, trước khi con mời đám người này về, con đã nói sao với ba? Còn nữa, đám huấn luyện viên ngựa trước đó cuối cùng kết quả thế nào hả? Tóm lại đó, con nhất định giúp cho ba giành được cúp vua ngựa. Những chuyện còn lại có thể không nhắc tới. Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bây giờ chúng ta đang làm ăn chân chính. Ba không muốn bị người ta đứng sau lưng chỉ trỏ lầm bầm nói chúng ta làm ăn phi pháp. Ba, con không cần thể diện như mà ba cần. Đông Hải à, uống nước trước đi. Bên tổ chức từ thiện đó có gửi một thư cảm ơn tới, hỏi anh có hứng thú làm quỹ viên thường vụ không. Cũng là những thứ có phần trả tiền, không có phần quyết định chứ gì. Những chuyện tốn công lại không hay ho gì, làm để làm gì chứ? Đương nhiên không thể nói như vậy, tuy không có lợi gì, nhưng ít ra cũng bước được bước đầu tiên. Họ cho chúng ta vào hội của họ. Vậy thì sao? Hạ mình thấp vọng, chuyện gì cũng nghe họ hết hả? Nhận lời họ giùm anh. Ok. Sao hả? Có gì muốn nói với bà sao? Con nói có ích gì sao? Chị Tina nói là được rồi. Tóm lại con sẽ giúp cho ba giành được cúp vua ngựa. Anh cảm thấy chúng ta có cần phải nói cho cậu ta biết sự thật không? Hào hơi lắm. Nói với nó có hiểu không? Vậy thì nó tới chừng nào cậu ta hiểu? Tiểu Đồng à, cô có cảm thấy tù đại hung đại cát cũng chưa quá giải được, bước ra cửa có khi nào có nguy hiểm không? Chú Trung mà, chú bước ra cửa tới giờ đã nói suốt 30 mấy lần rồi. Thần Toán Tử nói chú, nó chú phải tìm một con như vậy, chú vẫn chưa có tìm được. Chú nói con ngựa gì đó chứ gì? Là ngựa Nung Đời Hán. Thì tụi con đang tìm giùm chú đây, có đưa hình cho chú coi rồi mà. Chú biết, nhưng Thần Toán Tử nói rõ là thần thái của con ngựa đó như thế nào mà. Ông nói đầu cuối mồm há, đuôi ngắn nhô cao, chân phải bước tới, chân trái thụt lùi. Tụi con đã tìm hết giùm chú rồi, cũng không có con ngựa như vậy. Thật ra chú không cần tin Thần Toán Tử đó đến vậy. Tụi con giới thiệu thầy bói khác cho chú, không chừng sẽ có cách nói khác. Đâu thể không tin ông được chứ, ông nói chính xác dữ lắm. Ông lần trước nói chú bị ba cao, chú đi kiểm tra bị ba cao thiệt. Ông nói chú thắng liên tiếp mấy kỳ vua ngựa. Chú thật sự làm vua ngựa mấy kỳ liên tiếp đó thì họ chính xác không chứ? Không được đâu, chú phải đi vệ sinh. Hay lắm, chưa được ăn trưa nữa. Vậy thì tuyệt quá, ở đây chắc chắn được ăn no rồi. Đừng nên nói nhiều quá, mạnh ai đi kiếm ăn đi. Thức ăn đang ở đây hết rồi, đi đâu nữa chứ? Nè, nhưng mà thơm quá, con này cũng không béo lắm. Thật ra nhiệt lượng và lượng calo của những món này rất là cao.
nếu các chị muốn giữ eo, ăn salad thích hợp cho các chị hơn. Coi bộ cậu cũng có tâm đắc lắm. Giúp người ta giảm cân và làm đẹp là chuyên môn của tôi mà. Nếu các chị có hứng thú, tôi có thể giúp các chị. Vậy sao? Ok lắm, để tôi hỏi chồng tôi cái đã. Anh yêu à, Tới liền. Nè em mập lắm rồi, em muốn giảm cân đâu có, ngay. Em đâu có mập chút nào. Thì ra hãy là phái nữ anh đều tán tỉnh. Lần trước sau khi lừa chúng tôi còn đỡ lời giùm anh nữa. Đáng ghét. Cô à, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi. À phải. Sao giao tiếp của cậu không có tên công ty vậy? Bởi vì những công ty tôi đang sở hữu trong tay thực sự quá nhiều. Nếu in ra hết á, hàng chữ dài lê thê, mọi người đọc cũng cực khổ. Bản thân tôi thì có vẻ phô trương quá. Thật ra thì mọi người có thể gọi tôi là Văn Tán Dốc mà, thân mật hơn ha. Một người lái xe tải nói dốc quá đáng cũng phô trương thiệt ha. Xin lỗi nha, cô bạn này của tôi thích đùa lắm đó, mạn phép một chút ha. Làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Muốn dịch bạc kẻ lừa đảo như anh. Đừng hòng tới đây phá hoại nha. Chẳng qua cô muốn tôi đền lại 5,000 tiền quẹt xe chạy xe cô thôi. Bây giờ tôi không cần anh đền nữa, muốn phá đám chuyện làm ăn của anh. Con gà điên đáng chết này. Đàn ông hẹn đáng chết này. Làm gì vậy? Sao không coi đây là tình huống gì? Tên này chính là đàn ông hẹn lần trước làm chạy xe của chúng ta đó. Thì ra là anh, bồi thường đi. Bồi thường đi. Lo chuyện nghiệp tốt đi, đừng có giận nữa. Bà chặn lần trước bị tao quẹt chạy xe đó. À, đúng là quan gia ngõ hẹp đó. Chúng ta đều là người lịch sự, đừng gây rối ở đây nha. Anh biết tên này sao? Tại cô nói đó nha, chúng ta là người lịch sự mà. Đi. Đi hả? Sao đó là cô lịch sự mà, nếu có tay chân muốn cái gì? Người lịch sự không cần bồi thường sao? Đưa số điện thoại cho tôi. Tôi biết cô là gái ấy, cô không cần chủ động điểm danh tôi. Đưa hay không? Không đưa tôi la sầm sỡ đó. Đừng có la, tôi sợ lắm đó. Nghe tôi không, chị không cần lấy số ảnh nữa. Ảnh đã lấy số em rồi. Chào hai người đẹp. Cút đi ra. Con này là ngựa nung đời Hán mà các vị đã quyên góp cho tổ chức từ thiện chúng tôi đấu giá. Đây là giấy ủy quyền của người bán này. Người bán thật sự không xuất hiện sao? Tổ chức từ thiện chúng tôi thật sự muốn cảm ơn người đó lắm. Bấy lâu người này luôn ở nước ngoài, cho nên ủy quyền tôi thay mặt làm trung gian. Trước đó người bán của chúng tôi có nói với ông, sau khi đấu giá con ngựa này, một nửa thuộc về từ thiện, một nửa thuộc về người bán. Không thành vấn đề, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần con ngựa này có thể bán đấu giá thành công, chúng tôi sẽ lập tức ký tờ chi phiếu trong ngay. Người bán của chúng tôi có yêu cầu nhỏ, đó là họ không muốn nhận chi phiếu. Sau khi đấu giá con ngựa này, có thể phiền ông chuyển vào tài khoản này hay không? Cũng không thành vấn đề. Người điều khiển, trông cậy vào ông, đấu giá cao giùm tôi, hả? Đó là công việc của tôi. Ông yên tâm. Cảm ơn. Buổi đấu giá từ thiện của cướp vua ngựa. Quỹ từ thiện cướp vua ngựa của chúng ta trước giờ luôn mang tinh thần lấy từ xã hội dùng cho xã hội. Đồng thời chúng ta cũng hy vọng có thể tập hợp sức mạnh của mọi người góp một phần sức cho xã hội. Ba, lần này chúng ta oai phong hơn người. Món đồ của chúng ta đang đứng hàng đầu tiên. Tới lúc đó nếu đấu giá mất cao, những vật đấu giá sau đó hoàn toàn không cần đem ra bán nữa. Ba đã nói với con nhiều lần rồi, khiêm tốn một chút. Vật đấu giá đầu tiên của chúng ta chính là phù điêu bạch ngọc đời Càn Long nhà Thanh, quỳ long dân sông Nhĩ Đỉnh, do ông đồ Đông Hải quyên góp. Thường thì buổi đấu giá chỉ là tùy tiện đem món đồ gì đó ra giả lả vậy thôi, có cần nghiêm túc vậy không? Thì đó, nếu đem món này ra ngoài đấu giá ít nhất cũng 20-30 triệu. Trời, mắc vậy sao? Không hiểu sao người ta lại bỏ mấy chục triệu để mua những thứ như vậy. Nếu là tôi, mua thêm hai cái túi hay hơn. Nè, đúng sở thích của anh Ngọc Càng Long kìa. Tốt thì có tốt, nhưng mà không biết có sạch sẽ hay không nữa. Hả? Anh sợ muốn nhầm đồ ăn cắp sao? Một món đồ quý giá như vậy, giá khởi điểm của chúng ta chỉ là 3 triệu mà thôi. Hy vọng các vị quân tử khắp nơi, mọi người hồ hởi giơ tay, giá khởi điểm là 3 triệu. Sao mấy người này không biết lựa chọn gì hết vậy? 3 triệu. Chúng ta có cần tự mình mua lại không? Cho dù là em tưởng là chính phủ bán đất sau, giá không được có thể thu lại sao? Đấu giá từ thiện đó. Có ai không? 3 triệu. Phải rồi, được, cảm ơn. 3,5 triệu. Biết chọn lắm. 3,5 triệu. Lần thứ nhất. 3,5 triệu. Lần thứ hai. 3,5 triệu. 3,5 triệu. Thành giá.
Trời, người ta không nể mặt đồ Đông Hải chút nào, đúng là hổ lạc đồng bằng. Con cọp lạc xuống đồng bằng, bị đám chó sói bao vây. Một là con cọp ăn thịt chó sói, hai là chó sói phanh thây con cọp, có hiểu hay không? Đương nhiên em hiểu chó sói là gì. Giống như mấy tên đằng sau vậy thôi, suốt ngày dùm ngó người ta. Lại là ba gã hàng đó sao? Ở lại đây cũng chẳng có gì hay ho. Tiếp theo sau là phần hấp dẫn cuối cùng trong buổi đấu giá của chúng ta, và cũng là vật đấu giá cuối cùng. Nó được một nhà sưu tầm ẩn danh đem ra quyên góp. Đúng rồi, chính là nó. Con ngựa thần Toán Tử nói đó. Đầu cúi xuống, mồm há to, cái đuôi giống cao, chân phải bước tới, chân trái thụt lùi, là nó đó. Không lẽ trùng hợp vậy sao? Trời giúp ta rồi, không ngờ mình gặp được nó. Chú nhất định phải mua nó. Được, để coi có nhà hảo tâm nào mở rộng tấm lòng trả giá cho chúng ta không. Giá khởi điểm 5 triệu. 6 triệu. 6 triệu. 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Có ai cao hơn 10 triệu không? 12 triệu. Chú Trung, con đó không đáng mức giá vậy đâu. 16 triệu. Chú Trung mà, chú bình tĩnh lại đi, giá không có cỡ đó đâu. Nó không có đáng thôi, mà của chú đáng giá hơn 18 triệu. Cảm ơn. Ba, con cần dành tiếng thơm cho ba không đi? Đó, bây giờ không khí vô cùng gay cấn. Đừng dừng lại. Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Được, 21 triệu. 22 triệu. Cảm ơn chú Trung, đừng để trả hơn 25 triệu. 23 triệu. Đừng có dư nữa. Nè, đừng có trả mức giá này. Kế đó, bên phải của anh có một con cá mập giơ tay lên, mặc cho họ giơ đi. Đợi người điều khiển kêu tới tiếng thứ hai, anh mới tiếp tục giơ lên. Lần này kêu tới 30 triệu, có nhớ không? Làm gì vậy? Anh làm gì ở đây? Anh có tiền mua đồ sao? Liên quan gì cô chứ? Đúng ra không liên quan đến tôi, nhưng hình như tôi với anh có chút quan hệ. Có quan hệ gì chứ? Quan hệ đối thủ. Tôi và cô không chỉ quan hệ đối thủ. Bây giờ tôi thật sự muốn là... Nè, anh làm gì vậy? Buông ra đi, buông ra. Kêu đi. 24 triệu. Cảm ơn. Buông tay ra đi. Anh kêu người đẩy giá cao sao? Bình tĩnh đi mà, đừng có đau nữa. Con ngựa của tôi. Anh muốn lừa tiền của chú Trung, anh đừng có hòng. Chú Trung thiếu gì tiền, đâu cần cô tiết kiệm giùm. Trách nhiệm của cô là làm cho ông vui thôi. Đồ ngựa có câu, đừng cản đường tài lộ của người khác. Bước ra đời làm ăn chưa nghe sao? Cảm ơn. Đó, bây giờ không khí đấu giá gây cấn vô cùng. Đừng để dừng lại. 30 triệu. Trời ơi. Hơi quá vậy. 30 triệu. 30 triệu lần thứ nhất. 30 triệu lần thứ hai. Đi. 30 triệu lần thứ ba. Còn nữa. Thành giá. Chú. Cảm ơn đồ. Cảm ơn nhiều. Yes. Ra làm ăn. Ông đồ, buổi đấu giá từ thiện tối nay có thể có thành tích cao như vậy, thật sự rất cảm ơn ông đã ủng hộ hết mình. Nhưng đây một lần nữa tôi thay mặt tất cả những người được thụ hưởng nói tiếng cảm ơn ông. Thông thả, tôi không tiễn nha. Được. Tạm biệt. Ba, lần này dành lại tiếng thơm cho ba rồi, oai phong vô cùng. Hả? 30 triệu đó, lỡ mà làm rớt, đánh gãy chân anh ngay. Ba. Sư phụ, xong rồi. Hay là đi ăn một bữa ngon đi. Về nhà mới nói đi. Cũng được, về nhà khui chai rượu vang, ăn mừng mới được. Về nhà dọn đồ. Gấp vậy, dọn cái gì? Sư phụ tranh thủ về nhà khui chai rượu vang để xả hơi thôi. Ồ.
Cậu chủ. Nè Tinh, đặt con ngựa ngay giữa nhà này. À, ngày mai để kêu người làm một cái tủ, rồi đặt nơi chỗ dễ thấy nhất. Đặt ở đâu bây giờ ta? À ba, đặt ở đâu? Ba, sao vậy? Mua được ngựa rồi sao ba không vui vậy? Có gì mà vui chứ? Đương nhiên là vui rồi. Hôm nay cả thế giới đều biết Đồ Đông Hải ba là một nhà từ thiện lớn. Ngoài việc quyên góp, chà, còn trả mức giá cao nhất mua được con ngựa này. Quan trọng nhất là thắng được vua ngựa chú Trung rồi. Ba hỏi con, hôm nay ba tới dự buổi đấu giá này mục đích là cái gì? Để lấy tiếng thôi. Để lấy tiếng? Hả? Để lấy tiếng sao? Đừng vậy mà, đừng tỉnh lại đi. Ba chuyện gì vậy? Năm nay con còn nhỏ lắm sao? Hả? Hở một chút thì hỏi ba cái gì làm đúng, cái gì làm không đúng sao? Con không biết suy nghĩ sao? Hôm nay ba tới dự buổi đấu giá này, ba không phải là vì muốn lấy tiếng. Ba muốn gia nhập với từ thiện này, mục đích không phải là vì muốn lấy tiếng. Đám người bên ngoài ai cũng đối ba vì muốn làm nghề chân chính, cho nên ba muốn tẩy sạch. Ba muốn giả là một nhà từ thiện. Tất cả bọn họ sai hết rồi. Ba không phải vì muốn tẩy sạch. Ba làm như vậy là vì ba muốn lấy tờ giấy trắng che kín những thứ mờ ám của chúng ta. Có hiểu không đồ ngu? Hiểu, con hiểu rồi. Ba, bây giờ ba nói gì con cũng sẽ nghe lời của ba hết. Ba kêu con làm gì con ba làm đó mà. Ba không nghĩ là sẽ kêu con phụ. Ba không cần con phụ. Ba còn nói ba con nghe là gì? Ba nói con biết là muốn nói với con bất tài cỡ nào. Ba không muốn con làm những chuyện đó ảnh hưởng tới ba. Ba nói gì vậy? Con là con ruột của ba mà. Buổi đấu giá tối này ba nội trợ cũng nhận ra có điều không ổn. Con không thấy thôi. Thử hỏi ba làm sao mà tính con. Tối này rõ ràng là một cái bẫy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.